Hãng mới tặng cho cái cây này thích hợp với anh Vũ luôn nè. Chắc vừa ý anh mang lên cho anh test thử. Anh Vũ ơi, hãng nó mới tặng cho cái cây đúng hợp với anh luôn đó. Wow, Andy Smarter. Dòng này là cá bá bờ, bây giờ cũng đang chiếu về nó đó. Để xem bên trong sao. Để coi coi bên trong như thế nào đây. Wow, thân hình nó hơi ngắn mà có vẻ chắc chắn. Toàn bộ là bằng nhôm, toàn bộ thân bằng nhôm hết. Nắp này chắc bằng inox quá. Cần số đẹp. Mở công tắc ra coi như thế nào đấy. Wow, này cũng lại xài lưỡi sọc luôn à. Có 500 luôn rồi tay. Đó nó có dùng cổ hệ chắc chắn đó ha. Không, thì nó không sợ, không sợ bị rớt. Đây là mở công tắc này đây nha. Wow, rất là mạnh. Thằng này nó dòng của nó là ok, 7200 vòng. Thường thông thường thì các power kia nó xài những cái tông tơ khác thì nó có 6500 thôi. Nhưng mà nó 7200 vòng. Nó báo hết pin nè, nhưng mà nó lại không thay đổi vòng tua. Nó không có bị chậm lại. Nó cái đặc trưng riêng của nó là vậy. Nó pin của nó là báo hết pin nhưng mà vòng tua không thay đổi, vẫn mạnh. Báo hết pin là chuẩn bị mình sạc là được. Nhưng mà khi mình có ráng hết vài phút á, vẫn cho phép mình hết. Đặc điểm mạnh của nó là chỗ đó, rất là mạnh. Đang thử. Thôi sẽ sợ hết nè. Bộ này gọn quá. Ạt ra ha. Wow, trong tất cả có 5 cử hả? 6 cử. 5 cái à? 5 cái. Wow. Dích chắc luôn. Không sợ bị rớt luôn. Nếu như mình có hết thì không sợ bị rớt. Khi mà hết vô rồi thì có lắc cỡ nào cũng không sợ bị rớt. Này nó có bộ 500 dính luôn. Dính luôn. Rất là đẳng cấp, nhựa rất đẹp, 1000 nó chắc chắn, đẳng cấp thêm. Bộ này thì mấy bàn power bây giờ cũng đang hướng về nó, vì nó thì cái dòng của nó thì nó lâu đời rồi, nhưng mà trong thị trường Việt Nam mình thì cũng chưa biết, nó là cũng phải ra này là 90 năm rồi á, về cái dòng Andis này. 90 năm rồi á. Nó là sẽ tạo một luồng khí mới á. Một luồng khí mới cho các bà bây giờ nè. Các bạn bà bây giờ nó đang cũng rất là muốn trải nghiệm cái luồng khí mới này. Cái này là hiện tại là đang giá nó hơi cao, nhưng mà thật sự là đẳng cấp. Ai xài rồi thì mới cảm nhận được nó. Đáng đồng tiền. Xem bên trong như thế nào đấy. Đây là bộ sạc. Bộ sạc nó cũng nặng. Cũng chất lượng lắm. Mà xi. Chắc chắn. Phần thân đế của nó cũng nó có miếng giống như là nhựa cao su á, làm cho mình chắc, nó không có bị di chuyển. Thông số rất đẹp. Bộ sạc rất vừa vặn, ôm sát, không lắc. Để xem bên trong như thế nào đây. Ừ,
bên trong nó cũng có một cuốn hướng sách hướng dẫn cho tất cả các nước, nước nào cũng có ở trong đây hết, thông số kỹ thuật. Còn bên này là cái gì đây mà to ấy, à bộ đồ nguồn, bộ nguồn sạc cho nó là gồm có cái này, dòng điện gì đây, dòng điện này 1200 A, rồi đủ điện 110 220 luôn, à nó cũng xài được 110 220 luôn, sạc hai nguồn luôn, khỏi sợ bị cháy rồi. Này nó không sợ bị cháy. Đây là chai dầu. Này là này bộ sạc, bộ đồ nguồn. Đỡ như hồi trước mới sạc lộn cái bị cháy hoài luôn. Đúng rồi, nếu mà mình xài 110 không thì sợ cháy. Này cũng bộ đồ nguồn được rồi nè. Cắt hai cái nè. Hai bộ đồ nguồn. Hay còn nữa nè, ba bộ đồ nguồn nữa. Bốn bộ đồ nguồn. Thế chà. Có luôn. Chào. Năm bộ đồ nguồn. Bộ đồ nguồn 3 rồi 2 rồi rất tròn, rất vuông, rất xéo. Tất cả. Quá chu đáo, quá chu đáo. Rồi, vậy là đúng ý anh rồi đó. Cảm ơn chị nha. Để anh xuống test thử cái nha. Nó như thế nào? Phải thấy mê quá. Sau khi trải nghiệm cái Andis Matter này thì thật sự là cực kỳ mạnh, cực kỳ là ngọt. Nhưng mà có cái phần của cái phần chỉnh lưỡi này thì nó hơi nặng. Thì tất cả cái dòng mới nào cũng nặng hết. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn điều chỉnh lại cái cần gạt này để làm sao để cho nó nhẹ nhàng, để khi mình thao tác làm việc cho nó dễ nha. Thì trước tiên các bạn phải mở hai con ốc lưỡi này ra. Thì con nó mới thì tất cả đều là nó cứng, nó còn bót lắm. Nên các bạn tháo lưỡi ra điều chỉnh cái cần gạt sao cho nó nhẹ nhàng để mình thao tác làm việc cho nó dễ. Ở sau đây, ở trong đây là nó có bốn con ốc. Thì mình sẽ kỳ cần chỉnh hai con ốc phía sau, phía kế bên cái cần gạt này thôi. Mình nới ra một xíu thì nó sẽ nhẹ nhàng lại. Đó. Đó, bây giờ nó rất là nhẹ. Các bạn chỉ cần một cần chỉnh một bên thôi, bên kia khỏi cần chỉnh. Khi mà nó nhẹ nhàng vậy á, khi các bạn làm việc á, các bạn chỉ cần lấy tay các bạn đá qua đá lại vậy á, các bạn điều chỉnh á thì nó dễ. Còn khi mới á thì nó rất là chắc. Đó, các bạn chỉ điều chỉnh lại chút xíu thôi là được rồi. Đừng nới lỏng quá. Nới lỏng quá thì nó sẽ bị tung ốc. Đó, vậy là nhẹ. Sau đó các bạn gắn nới lại thôi. À, lưỡi gắn lại bình thường. Sau khi mà mình sử dụng sản phẩm này á thì thật sự là hơn cả sự mong đợi. Nó thích hợp cho khi mình đi form, đi khung. Nó rất là mạnh, nó tạo cảm giác rất là nhẹ nhàng. Nó cầm tuy nặng nhưng mà khi mà nó cảm giác hết cái tua vòng nó quá nhanh, quá mạnh thì mình cảm thấy là mình lướt rất là nhẹ nhàng, thật là feel lắm. Còn cái dòng lưỡi này á là dòng lưỡi sọc, lưỡi này thì mình thích hợp khi mà mình hết những dòng tóc mà không quá sát, không quá trắng, những cái dòng tóc classic đó, thì các bạn chọn sản phẩm này là cực kỳ là đúng chuẩn luôn.
Xin chào các bạn và hẹn các bạn gặp lại những video tiếp theo. Nếu thấy hay thì nhớ bấm like, subscribe và chia sẻ cho kênh Barbershop Phú Trí. Xin chào tạm biệt.